chống diễn biến hòa bình. Một nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, việc đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch nhiều năm qua đã trở thành một trong những nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, hệ thống truyền thông, rộng hơn là toàn bộ xã hội. Đặc biệt, trong thời điểm đất nước đang nỗ lực chuẩn bị để tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhiệm vụ này càng trở nên cấp bách. Trước Đại hội lần thứ 13 của Đảng, lãnh đạo cấp cao tăng cường chỉ trích các thế lực thù địch. Đó là nhan đề bài viết trên trang Tiếng Việt của GFA ngày 2 tháng 10 năm 2020. Qua tiêu đề và nội dung bài viết, không khó để nhận thấy GFA chỉ muốn tác động để người đọc có ấn tượng về sự bất thường, trong khi việc giúp người đọc hiểu vì sao một số lãnh đạo các cấp của Việt Nam lại nhấn mạnh, đưa ra ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường đấu tranh với các thế lực thù địch lại cố tình bỏ qua, xem nhẹ. Với bài viết trên, GFA đã công khai tảng lờ một thực tế nhiều năm qua. Các thế lực thù địch mà GFA là một trong những thành phần hung hăng, trơ tráo nhất vẫn liên tục tuyên truyền nhảm nhí, bịa đặt, dựng chuyện, vu khống, để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đặc biệt, mỗi khi tại Việt Nam sắp diễn ra, hoặc đang diễn ra, đã diễn ra một sự kiện chính trị xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình phát triển của đất nước như Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu cử quốc hội, thì các hoạt động chống phá lại được triển khai hết công suất trên phạm vi rất rộng để vừa xuyên tạc, vừa gây hoang mang, nghi ngờ, tác động tiêu cực đến vai trò, ý nghĩa của sự kiện cũng như thành quả, uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Trên thực tế, không chỉ đến thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, Đại hội 13 thì các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trở nên rầm rộ với rất nhiều cách thức, thủ đoạn tinh vi, đầy mưu mô, mà đã thường xuyên được tính toán, lên kế hoạch tổ chức rất bài bản. Chẳng hạn, BBC, một trong các cơ quan truyền thông thường xuyên đi đầu trong vấn đề này, ngay từ ngày 22 tháng 1 năm 2020 trên trang Tiếng Việt đã đăng bài ai sẽ vào tứ trụ ở Đại hội 13, trong đó cố gắng sử dụng thủ pháp thầy bói xem voi để bàn chuyện nhân sự và tung tin vịt nhằm tạo dư luận, gây nghi ngờ, hoang mang, lo lắng. Từ đó đến nay, số bài đề cập Đại hội 13 trên BBC Tiếng Việt vẫn vào hàng top dẫn đầu. Tới mức có thể đặt câu hỏi phải chăng đề tài Đại hội 13 là cần câu cơm, nguồn kiếm sống của một số cây bút ở BBC. Qua các bài như Đại hội Đảng 13 và Cuộc đua Tam Mã, ngày 15 tháng 9 năm 2020, các bình luận mong Đảng Cộng sản, ngày 29 tháng 9 năm 2020, Việt Nam, Đảng Cộng sản tách đôi là cách đa đảng, ngày 2 tháng 10 năm 2020, Hội nghị Trung ương 13. Ngày 6 tháng 10 năm 2020 BBC dường như hoàn toàn không quan tâm đến các thành tựu Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đạt được, không quan tâm đến đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, vị thế của Việt Nam ngày càng tăng cường, được nhiều chính phủ trên thế giới và tổ chức quốc tế ca ngợi, đánh giá cao, cũng như các giải pháp, đường hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới, mà chỉ nhăm nhăm cố bới móc, xuyên tạc một số hạn chế, khuyết điểm đã được Đảng, Nhà nước Việt Nam khắc phục, xử lý nghiêm khắc. Mớm lời và tạo diễn đàn để một số cá nhân ở trong nước và ngoài nước vốn thù địch hoặc thiếu thiện chí đối với Việt Nam có cơ hội đánh giá tùy tiện. Thậm chí tác giả các bài viết còn trắng trợn bề chuyện phe cấp tiến, phe bảo thủ để phô diễn ý tưởng kỳ quái rằng tách đảng làm đôi để thực hiện đa đảng. Nhìn rộng ra có thể thấy không chỉ trên BBC, mà việc thông tin thiếu thiện chí, chống phá chế độ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc, chống phá Đại hội 12 cũng giữ vị trí nổi trội trên trang Tiếng Việt của RFA. Voa, Ngu Oi Việt, các trang mạng của tổ chức khủng bố Việt Tân và các tổ chức ngoại vi trên các mạng xã hội như Facebook, YouTube, tất cả đã tạo nên mê hồn trận của thông tin bịa đặt. Nhân danh lý luận, họ trích dẫn theo lối cắt xén, thủ tiêu tính đúng đắn, giá trị khoa học, khách quan trong nội dung quan trọng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, bịa ra chuyện hẹn với giặc, ác với dân, lấy bộ phận thay toàn thể, biến ngẫu nhiên thành tất nhiên để phủ nhận sự ổn định chính trị. Phủ nhận các thành tựu kinh tế xã hội văn hóa của Việt Nam, tung tin giả, xuyên tạc, bóp méo, bôi đen sự thật nhằm đòi đa nguyên, đa đảng, dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận. Nhiều cây viết còn đưa ra vô số sản phẩm từ thuyết âm mưu dựng chuyện mâu thuẫn lợi ích, đấu đá phe nhóm, rồi dựa vào đó để đánh giá cảm tính, đoán mò về nhân sự, tổ chức hội luận rất vô trách nhiệm về nhiều vấn đề hệ trọng của Việt Nam, đòi theo mô hình phương Tây. Thậm chí, không ít bài viết còn trắng trợn công khai kích động tâm lý bất mãn và hành vi chống đối, bao biện, bảo vệ người có hành vi gây rối trật tự công cộng, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tuyên truyền gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo nhằm phá hoại khối đoàn kết toàn dân. Trong mê hồn trận đó, BBC, GFA, VOA,
được đánh giá là các địa chỉ đã sản xuất ra rất nhiều thông tin mơ hồ, được bịp bợm cho là nguồn tin thân cận cho biết. Nguồn tin nội bộ, người trong cuộc giấu tên nói rằng kèm theo có ý kiến một số người được gắn nhãn hiệu nhà dân chủ, nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo tự do, cựu tù nhân lương tâm. Các thông tin như vậy nhanh chóng được khai thác, phát tán qua địa chỉ truyền thông của các thế lực thù địch, qua mạng xã hội, được coi là thông tin chính thức đã được BBC, GSA, VOA, bảo đảm với mục đích dẫn dụ dư luận, đánh lừa, lung lạc những người đọc nhẹ dạ, cả tin hoặc thiếu hiểu biết. Thí dụ điển hình của trò lừa đảo thông tin này là cái gọi mật ước thành đô, do Kami bịa đặt năm 2010, cho rằng năm 2020 Việt Nam sẽ thành khu tự trị trực thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh. Sau đó, dù Kami đã đính chính chỉ là bài báo mang tính phiếm luận, ở dạng viết chơi, viết cho vui, thì từ BBC, GSA, VOA, đến đủ loại phương tiện truyền thông của các thế lực thù địch hoặc thiếu thiện chí vẫn phối hợp khai thác, sử dụng làm bằng chứng, vu khống đảng, nhà nước Việt Nam. Đáng chú ý, một số người không nắm được thông tin, lại nhẹ dạ nghe theo kẻ xấu nên đã đòi hỏi đảng, nhà nước phải bạch hóa mật ước thành đô. Đến nay, năm 2020 sắp kết thúc, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy điều BBC, GSA, VOA, cùng các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí ra giả rêu dao trong 10 năm qua trở thành hiện thực. Vậy với tư cách cơ quan truyền thông quốc tế, liệu BBC, GSA, VOA, có xấu hổ về luận điệu, hành vi rối trá của họ? Cho nên, khi GSA giữ vai trò là một trong các thành phần nổi trội trong hoạt động chống phá Việt Nam nhiều năm nay thì những người ở GSA đừng giả bộ ngạc nhiên về việc tại Việt Nam, trước Đại hội 13, lãnh đạo cấp cao tăng cường chỉ trích các thế lực thù địch. Đó là thái độ của lãnh đạo Việt Nam kiên quyết chỉ đạo mọi hoạt động xã hội phải đấu tranh với luận điệu, hành vi sai trái của các thế lực thù địch, không để người tiếp xúc với thông tin từ BBC, GSA, qua bị lừa bịp, mê hoặc, bị thao túng làm trệch hướng nhận thức. Năm 1947, trong bài nguồn gốc hành vi của Liên Xô do Sources of Soviet Công đốc đăng trên tạp chí đối ngoại Foreign Affairs, khi phân tích tình hình Liên Xô lúc đó và đề xuất cách thức làm cho Liên Xô sụp đổ, G.F. Kennan viết, nếu sự mất đoàn kết xảy ra và làm tê liệt đảng, sự hỗn loạn và điểm yếu của xã hội Nga sẽ bộc lộ dưới những hình thái không thể tả xiết. Khi bất cứ chuyện gì xảy ra phá vỡ tình đoàn kết và năng lực của đảng trong vai trò một công cụ chính trị, thì sau một đêm nước Nga Xô Viết có thể chuyển từ một trong những nước hùng mạnh nhất thành một trong các xã hội yếu đuối, đáng thương nhất. Để tạo ra và duy trì ấn tượng như vậy, phải biến mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản ở Nga thể hiện ra một cách khô cằn và viển vông, các hy vọng và lòng nhiệt thành của những người ủng hộ Moscow phải bị tàn lụi. 40 năm sau, đề xuất của G.F. Kennan trở thành hiện thực qua sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Với Việt Nam, nhiều năm nay các thế lực thù địch vẫn rất giáo diết triển khai các kế hoạch chống phá đảng, nhà nước Việt Nam nhằm gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm năng lực chính trị, lòng trung thành với lý tưởng, nhiệt tình cách mạng của đội ngũ đảng viên, đồng thời liên tục rêu rắc trong xã hội những luận điệu có thể đẩy tới sự nghi ngờ, suy giảm lòng tin vào con đường đã được đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn. Đó là cơ sở lý giải vì sao tháng 1/1994, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7, đảng ta đã chỉ rõ một trong bốn nguy cơ với sự phát triển đất nước là âm mưu và hành động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 cũng khẳng định một trong các nguyên nhân khách quan tác động tiêu cực, trực tiếp đến xây dựng và chỉnh đốn đảng, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là vấn đề các thế lực thù địch. Phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo và những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình, cổ suý cho lối sống hưởng thụ, thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, đồng thời, cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị hoạt động giáo riết, chống phá cách mạng ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn. Chính vì vậy, trên cơ sở xem xét toàn diện và nghiêm túc thực tế, chúng ta cần nhận thấy và nâng cao cảnh giác việc trước Đại hội 13, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đã tăng cường cả về cường độ, mật độ, biên độ, sự tinh vi, có sự phối hợp trong ngoài, tận dụng mạng xã hội, và được BBC, GSA, VOA, tiếp tay, cổ vũ. Trước tình hình đó, như ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong bài chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội 13 của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, chúng ta phải huy động được sức mạnh tổng hợp của trí tuệ, bản lĩnh, ý chí, lòng yêu nước để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch, kết hợp chặt chẽ với cuộc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đồng thời kiên quyết,
kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với quyết tâm cao hơn, với hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Hồng Quang. Kết thúc bản tin này, chúng tôi kính chúc quý vị và các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, an lạc, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong bản tin sau. Thank you.